Bạn có bao giờ đi giải khát, ngồi trong một quán, trước mặt là một chai bia hay thậm chí là một chai nước ngọt thủy tinh, rồi bất chợt nhìn xuống cái nắp kim loại nhỏ xíu ở trên miệng chai? Bạn thấy nó có những răng cưa đều tăm tắp và bạn đã bao giờ đếm thử hay chưa? Nếu mà bạn chịu khó đếm, lúc nào nó cũng có đúng 21 răng, chứ không phải là 20, 22 hay là 30. Tại sao lại như vậy? Tại sao cả thế giới, từ châu Âu sang châu Á, từ những nhà máy bia công nghệ cao đến những cơ sở sản xuất nước ngọt lâu đời, đều tuân theo một con số cố định như vậy? Câu hỏi này nghe thì hơi buồn cười, nhưng mà thật ra lại ẩn chứa cả một câu chuyện về công nghệ và lịch sử rất là thú vị. Nó giống như một bí mật toàn cầu mà không ai để ý. Chúng ta quen uống bia, quen bật nắp, quen nghe tiếng xì khi mà ga bật ra. Nhưng ít ai biết rằng con số 21 kia là kết quả của hàng chục lần thử nghiệm và tồn tại trong suốt hơn 130 năm nay mà không hề thay đổi. Vì sao nắp bia luôn có 21 răng cưa? Trước khi nắp bia với 21 răng cưa ra đời, việc đóng chai đồ uống có ga là một cơn ác mộng. Chúng ta nói cả nắp chai nước ngọt nữa. Bia và nước ngọt thì đều xì ra như vậy và nó rất dễ bay hơi. Nếu nắp không kín, chỉ cần sau một ngày, chai bia đã mất đi độ ngon của mình, nhạt thếch như là nước lã. Lúc đó các nhà sản xuất phải dùng đủ loại nút chai, có chỗ thì dùng nút bần giống như là rượu vang, có chỗ thì dùng nút cao su, có chỗ thì dùng miếng kim loại phẳng và ép xuống. Nhưng mà tất cả đều không hiệu quả, hoặc là quá lỏng, ga nó sẽ thoát hết, hoặc là quá chặt, khó mở, phải dùng dao, phải dùng kìm thì lại quá khó. Người uống bia hoặc nước ngọt lúc bấy giờ rất là khổ, mua một chai về, mở ra thì lại uống không hết, hoặc là để lâu thì xì ga, hoặc là phải lắc, phải chọc rồi uống thì chẳng còn vị ngon nữa. Thậm chí nhiều quán bia còn bán bia theo kiểu rót ngay tại chỗ và không dám cho khách mang về. Chính vì cái sự bất tiện này mà thị trường bia đóng chai khi ấy phát triển rất chậm. Người ta uống bia tươi, uống bia hơi nhiều hơn, còn chai lọ thì vẫn là chuyện xa xỉ. Năm 1892, một người Mỹ có tên là William Penner, không biết là ông này có thích uống bia không, và ông này đã thay đổi tất cả. Ông phát minh ra một cái gọi là crock cock, tức là nắp chai có răng cưa. Ý tưởng của ông này rất đơn giản mà lại cực kỳ thông minh. Dùng một miếng kim loại mỏng có lớp đệm ở bên trong, ép chặt xuống miệng chai. Để nó bám chắc, ông tạo ra những răng cưa nhỏ xung quanh, giúp lực phân bố đều, nắp ôm sát vào cổ chai. Khi mà đã thử nghiệm thì ông nhận thấy rằng nắp có răng cưa không chỉ giữ chất lỏng ở trong chai tốt hơn mà còn dễ mở hơn rất nhiều. Chỉ cần một cái bật nắp đơn giản là một chai bia sẽ xì ra một tiếng, bia thì phun ra và người uống có ngay hương vị tươi ngon. Phát minh này lập tức được cả ngành công nghiệp đồ uống đón nhận. Nó rẻ, dễ sản xuất và đặc biệt là cực kỳ hiệu quả. Ông này cũng là người phát minh luôn ra cái bật chai. Điểm đáng nói ở đây là William Penner không chọn ngẫu nhiên số răng cưa. Ông đã thử nghiệm nhiều lần, nếu mà nắp răng quá ít, ví dụ như là 15, 18 hoặc là 19 gì đấy, thì lực ép không đều và dễ bị xì. Nếu nhiều răng quá, ví dụ 25, 30 hoặc nhiều hơn, thì mỗi răng thì lại quá nhỏ, yếu, dễ bị biến dạng khi đóng hoặc là khi mở. Sau hàng loạt thí nghiệm, ông phát hiện ra rằng 21 chính là con số hoàn hảo. Với 21 răng, lực được chia đều, nắp vừa khít với cổ chai, chất lỏng bên trong, ga bên trong không bị thoát ra và kim loại cũng đủ chắc chắn để không biến dạng. Đi sâu hơn một chút, ta sẽ thấy lý do khoa học cho con số 21. Một vòng tròn chia thành 21 phần thì mỗi góc khoảng 17 độ. Đây là góc vừa đủ để răng cưa có độ lớn thích hợp. Không quá to để gây lỏng, không quá nhỏ để dễ bị móp. Khi ép nắp xuống, lực từ máy đóng nắp được phân bố đều trên 21 điểm, tạo ra áp suất kín tuyệt đối. Hơn nữa, con số 21 còn giúp việc mở nắp thuận tiện. Khi bạn dùng cái bật nắp, lực tác động sẽ dễ dàng tách răng cưa khỏi miệng chai mà không cần quá nhiều sức. Nếu răng quá nhiều, bạn phải dùng lực lớn hơn. Nếu răng quá ít, ít lực tập trung thì dễ làm méo cổ chai. Có người còn gọi đây là tỷ lệ vàng của ngành bia. Giống như hội họa có tỷ lệ vàng thì nắp bia có 21 răng cưa cũng là một tỷ lệ vàng. Nó không phải là con số ngẫu nhiên mà là kết quả của khoa học, tính toán và của thực tiễn. Sau khi William Penner công bố phát minh của mình thì ông đã lập công ty, sản xuất hàng loạt nắp chai răng cưa và chẳng bao lâu nắp 21 răng cưa đã trở thành một loại tiêu chuẩn. Toàn bộ các nhà máy bia, nhà máy nước ngọt phải làm chai với miệng cổ vừa đủ, còn các công ty sản xuất dụng cụ mở nắp cũng thiết kế dựa trên con số này. Cái hay là khi một tiêu chuẩn được toàn cầu chấp nhận thì gần như cũng chẳng ai buồn thay đổi nó nữa, bởi vì nó đã quá tốt rồi. 21 răng cưa vì thế đã tồn tại suốt hơn 130 năm, bất chấp công nghệ thay đổi liên tục. Ngày nay, bia có thể được đóng lon, có thể có nút vặn, nhưng hễ là chai thủy tinh, nắp kim loại thì bạn sẽ thấy đúng 21 răng cưa, không hơn và không kém. Nghe thì nhỏ bé nhưng nắp bia 21 răng cưa cũng đã từng lập nhiều kỷ lục thú vị,
Có những người chơi Guinness đã thử mở hàng nghìn chai bia trong vài phút để chứng minh tốc độ. Có người thì sưu tập nắp bia từ khắp nơi trên thế giới, với bộ sưu tập lên đến hàng trăm nghìn chiếc, đủ màu sắc, đủ thương hiệu, nhưng tất cả đều có điểm chung là 21 răng. Hãy nói về bộ sưu tập nắp bia khổng lồ lớn nhất ở trên thế giới. Sự thật là có những người đam mê sưu tầm nắp bia chẳng khác gì tem hay là tiền xu. Kỷ lục Guinness ghi nhận một bộ sưu tập từng lên tới khoảng 300.000 nắp bia khác nhau đến từ hàng nghìn hãng từ khắp nơi trên thế giới. Người chơi thậm chí còn có hội riêng. Nắp bia cũng chơi được xếp hình. Một số nghệ sĩ đã biến nắp bia trở thành những nguyên liệu cho nghệ thuật. Từng có kỷ lục về bức tranh ghép từ nắp bia lớn nhất, dài hàng chục mét, với hàng chục nghìn nắp được sắp xếp để tạo hình logo của một thương hiệu bia nào đó, hoặc là chân dung của một ai đó, có lẽ là người nghiện bia. Không chỉ để mở bia, nắp còn được mang ra để thử thách. Có những màn mở nắp bia bằng đủ mọi cách, bằng bật lửa, bằng răng, bằng trực thăng, bằng tóc, và bạn còn biết cách mở nắp bia bằng một cái bộ phận độc lạ nào đó trên cơ thể con người hay không? Kỷ lục Guinness từng ghi nhận số chai bia được mở bằng đầu trong một phút lên đến 73 chai bia. Tưởng tượng thôi đã thấy đau đầu rồi. Nắp bia đôi khi còn được dùng làm tiền tệ và trò chơi. Ở một số nước châu Phi, nắp bia còn được dùng như đơn vị trao đổi vì hãng bia in phần thưởng ở dưới nắp. Người dân sưu tập mắt bia để đổi lấy bia miễn phí, áo phông, thậm chí là xe máy. Trẻ con thì biến nắp bia trở thành đồng xu, chơi những cái trò chơi của riêng mình hoặc là làm bánh xe đồ chơi. Trẻ con Việt Nam ngày xưa thì hay đập dẹt cái nắp bia, khoan hai cái lỗ vòng cái sợi dây xung quanh và tạo thành một cái con quay cũng rất là thú vị. Nắp bia cũng tồn tại trong khảo cổ học. Nghe thì hơi buồn cười nhưng nắp bia cũng là một di vật. Ở nhiều bãi rác công nghiệp, khảo cổ học hiện đại đã từng đào được những nắp bia cổ từ đầu thế kỷ 20. Đây được coi là chứng tích về lịch sử tiêu dùng và văn hóa nhậu nhẹt của nhân loại. Có lẽ một trong những điều kỳ diệu nhất là việc con số 21 vẫn giữ nguyên suốt hơn một thế kỷ. Trong khi ô tô thay đổi kiểu dáng liên tục, điện thoại ngày càng thay đổi, máy tính ngày càng mạnh thì nắp bia vẫn y nguyên như 130 năm trước. Nó giống như một biểu tượng của sự bền bỉ của một phát minh hoàn hảo ngay từ đầu và không cần chỉnh sửa, không cần update gì thêm. Ở một khía cạnh khác, nắp bia cũng gắn với văn hóa uống bia toàn cầu. Các tiếng xì khi bật nắp, cảm giác xoay chai bật nhẹ rồi là bọt phun ra, tất cả đã trở thành một phần của trải nghiệm. Và tất cả những điều đó đều dựa trên một phát minh tưởng chừng như nhỏ nhặt, cái nắp bia với 21 răng cưa. Vậy là câu hỏi, vì sao cái nắp bia nào cũng có 21 răng cưa chúng ta đã có được lời giải? Đó không phải là sự ngẫu nhiên, cũng không phải là một quy định mơ hồ, mà là kết quả của khoa học, của thử nghiệm, của sự cân bằng hoàn hảo giữa độ kín, độ bền và sự tiện dụng. William Peter đã phát minh ra nó vào năm 1892, và kể từ đó đến nay, cả thế giới đã tuân theo con số 21. Nó là minh chứng cho một chân lý, đôi khi những thứ nhỏ bé nhất lại là những thứ bền vững nhất. Một chi tiết tưởng như tầm thường như cái nắp bia, nhưng lại làm nên một ngành công nghiệp đồ uống toàn cầu. Và lần tới khi ngồi cùng bạn bè, bật một chai bia, nghe tiếng xì, hãy nhớ rằng bạn vừa chạm vào một phát minh hơn 130 năm với 21 răng cưa đã gắn bó với nhân loại từ cuối thế kỷ 19 cho đến tận ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.